Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ xin thực hiện món xôi gấc. Thì nguyên liệu để chuẩn bị món nấu món xôi thì mình có chuẩn bị ở đây là 1 kg nếp và 1 trái gấc, 1 muỗng cà phê muối, 3 muỗng đường. Và bên cạnh đó thì mình có chuẩn bị như là 3 cái miếng lá chuối như thế này nha, nhỏ thôi. Thì gạo nếp ở đây thì mình chọn các gạo nếp như là nếp cái hoa vàng. Thì chọn những cái dòng nếp này thì khi nấu bánh chưng á hay là đồ xôi thì nó sẽ dẻo và ngon hơn. Gấc thì đây là một trái gấc nhung. Khi mà gạo nếp á mình đã ngâm trong 12 tiếng, mình vớt ra và cho nó ráo nhé, để khoảng 30 phút cho nó ráo nước đi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách trộn gạo nếp nhé. Khi mà gạo nếp đã ngâm từ 12 tiếng và vớt ra cho 30 phút cho nó ráo thì mình cho vào một cái thau này. Là mình có thể bóp cái hạt gấc ra hoặc là để nguyên cả hạt này cũng được nhé. Mình cho vào cái phần gạo này luôn. Thì đối với mình á, thì mình đồ xôi hoặc nấu xôi mình hay để nguyên cả hạt thế này, mình đồ nó vừa đẹp mà khi đồ lên á mình có thể ăn được cái màng bao bọc bên trong bên ngoài cái hạt gấc này nè, nó sẽ rất tốt cho mắt. Đây, mình cho cái phần muối, 1 muỗng cà phê muối vào nha. Đường các bạn có thể cho trước hoặc là sau khi nấu gần chín mình có thể cho sau vào cũng được, nhưng đây mình bỏ vào mình trộn cho nó đều luôn nhé. Bên cạnh đó thì mình có thể bỏ thêm một cái muỗng canh dầu ăn nè. Đấy, mình có cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn nhé. Cho vào cho nó cái gạo nó cái mướt, cái hạt gạo nó bóng và nó mượt hơn. Đấy. Ngoài ra nếu mà các bạn mà chọn cái dạng mà gấc mỡ á, thì nó không có được màu sắc đẹp như các loại gấc nhung. Gấc nhung á thì các bạn có thể thêm cho mình 1 ly mắt trâu như là rượu trắng để vào tăng cái độ đẹp cho cái xôi nha. Hôm nay thì mình dùng dạng như là dạng gấc nhung thì cái màu nó rất đỏ rồi nên là mình không có sử dụng rượu nữa. Đấy, bây giờ bỏ vào thì mình bóp đều luôn nha. Khi mà vo gạo để mà đồ xôi hay là nấu xôi á thì các bạn nên vo kỹ và ngâm trong khoảng từ 10-12 tiếng thì cái gạo nó sẽ khi đồ lên nó sẽ rất ngon và không bị sượng nhé. Đấy, các bạn bóp như thế này cho nó đều với cái phần gia vị hay là cái hạt gấc nha, cho nó đỏ đều đi. Đấy, mình đảo đều như thế này nha, cho cái phần gấc và phần gạo nó đều màu rồi mình mới bỏ lên mình nấu được nha. Đó, các bạn bóp xa cho cái hạt gấc này nè, nó ra hết cái phần thịt của gấc nha.
Đây, sau khi mà mình đã trộn đều thì bây giờ mình sẽ cho vào nồi nhé. Ở đây thì mình đã nói như ban đầu mình đã chuẩn bị khoảng 3 miếng lá chuối như thế này. Và mình sẽ lấy tay mình tước cái phần này cho nó nhỏ ra thế này nha. Để khi mình nấu á, cái hơi nó sẽ lên đều hơn. Nó không bị chỗ nhão, chỗ cứng nha. Đấy, bây giờ thì mình đã chuẩn bị với cái nồi này thì mình đã chuẩn bị như là 1 lít 2 nước nè. Này 1 lít 2 nước để mình nấu cái phần xôi này nhé. Đấy, mình cho cái lá chuối này nó nằm ở bên dưới một lớp nhé. Đấy, mình cho cái phần lá chuối này nằm bên dưới một lớp này. Thì khi nấu á, nó có cái phần lá chuối này thì nó không bị dính xuống dưới cái phần đáy, hoặc là cho cái xôi của mình nó thơm hơn nhé. Bây giờ mình sẽ cho gạo vào nhé. Các bạn thấy không, có cái màu gấc nó rất đẹp. Cái gấc nhung của mình á là cái dạng gấc ở ngoài phía Bắc của mình hay có nhé. Nên là thường vào những cái ngày gần Tết á, mình hay có lấy ở ngoài đó, mình có thể là bảo quản trong tủ đông. Bao giờ mình có muốn ăn xôi hay là mình làm cái món gì về gấc thì mình có thể lấy ra và rã đông thì mình có thể nấu được nhé. Đây, sau khi mà mình đã cho cái phần gạo này vào trong nồi rồi đấy, thêm một lớp lá chuối để lên trên nhé. Sau khi mà đã bỏ phần gạo vào trong nồi thì bây giờ mình sẽ đi nấu nhé. Thì mình nấu trong khoảng từ 30 phút. Sau khi mà cái nồi xôi của mình đã sôi được 20 phút thì mình sẽ mở nắp ra nhé. Rồi mình bắt đầu xới cái phần xôi như thế này các bạn nhé. Đây, mình xới như là mình xỉa cơm vậy đó. Mình xới như thế này lên cho cái phần nó được chín đều và cái xôi của mình nó sẽ tơi và ngon hơn nhé. Xới xong thì mình đậy bàn lại cho nó sôi khoảng 10 phút nữa nhé. Đây, sau khi mà cái nồi xôi của mình đã sôi được 33 phút thì lúc đó mình phải thử thêm cái độ chín của nó nhé. Vì mình nấu cúng nên là mình sẽ không thử, mình sẽ lấy cái tay nè. Mình lấy cái tay mà lấy một cái hạt gạo á, mình bóp ra. Đấy, là nó không còn nhân nữa thì nó sẽ chín đều rồi nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cho ra cái phần dĩa nhé. Đây, mình sẽ cho ra dĩa. Còn nếu các bạn nào mà muốn cái phần cái đĩa xôi của mình trông đẹp hơn và hấp dẫn hơn thì mình cho vào một cái tô nhé, cái tô vừa với cái khuôn đĩa của mình á, rồi mình ịn son, ịn cái xôi vào nha. Đây, mình sẽ làm. Đấy, các bạn thấy không, xôi của mình hôm nay là đồ rất chi là dẻo nhé. Đấy, sau khi mà trưng ra dĩa thì các bạn có thể lấy cái hạt gấc này ra thì cũng được nha, và để cũng được thì nó thì đó, để có hạt thì nhìn nó sẽ tượng trưng cho cái xôi gấc tự nhiên và hấp dẫn. Đấy, mình sẽ ịt cái phần xôi này vào một cái tô cho nó
đẹp. Khi mà bỏ ra cái phần đĩa thì mình trưng thì nhìn nó sẽ hấp dẫn và bắt mắt nhé. Wow, đây các bạn có thấy không ạ? Nhìn nó rất đẹp nha. Đấy. Đây cái phần xôi của mình. Đấy các bạn có thấy là cái đĩa xôi mình có thể đấy, mình có thể trang trí lên đây là vài cái hạt gấc nha. Mình đã ịn xong cái phần đĩa xôi của mình đây. Đấy, các bạn có thấy không ạ? Rất là đẹp nha. Video thực hiện món gấc của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được các video mới nhất nhé.